Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 62 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thủy Dực Thành đúng như tên gọi, tại đây nước là chính. Đương nhiên, nước cũng chỉ là một trong các loại nguyên khí đặc thù của thiên địa nguyên khí, cũng giống như với ngũ hành ở nhân giới. Nhưng thật ra giống mà cũng không giống. Bước vào trong Thủy Dực Thành, sự nồng đậm và hài hòa của linh khí khiến cho tinh thần ba người đều chấn động. Tình Nhi hoan hô nhảy cẫng lên, kéo tay Tần Vũ lôi đi về phía trước, vừa đi vừa nhận xét xung quanh này nọ. Vũ ca ca, nơi này cảm giác thật là thoải mái. Hưng phấn nhìn hai bên đường, chỉ toàn là những cây cao lớn không biết tên đứng vững che kín mặt trời trên đỉnh đầu, có cảm giác như bóng của chúng bao kín cả toàn thân. Tần Vũ mỉm cười, đang muốn nói gì thì phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói cực kỳ thành khẩn. Nếu Tình Nhi tiểu thư muốn ở chỗ này tham quan, tại hạ sẽ cho người chuẩn bị cho các vị một trang viên. Tần Vũ nhíu mày, quay đầu lại, nhìn ra phát hiện đúng là Thủy Dực Thành thành chủ, Thủy Dực Thiên Vương. Chỉ thấy hắn hiện tại bộ dáng rất thành khẩn, ánh mắt có vẻ rất thiện ý, cười nhìn ba người Tần Vũ. Đa tạ ý tốt của thành chủ, chúng ta đã có chỗ nghỉ chân rồi, chỉ hy vọng là thành chủ không nên để lệnh công tử quấy nhiễu chúng ta. Nếu không, một khi có điều gì làm tổn thương tới hắn, ta thật khó ăn khó nói với thành chủ. Tần Vũ lạnh lùng cự tuyệt ý tốt của Thủy Dực Thiên Vương, chắp hai tay lên trước cười nói, chúng ta còn có việc, sau này sẽ gặp lại. Thủy Dực Thiên Vương phảng phất không có chút cáu giận, cũng giống như lão bằng hữu, khẽ cười nói, Tần tiên sinh mời. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không biểu lộ gì, dắt Tình Nhi và Mục Thiên hướng đến thành bắc. Thủy Dực Thành chia làm 4 khu. Khu phía đông là phạm vi thành chủ phủ của Thủy Dực Thành chủ, các thiên nhân có vai vế cao đều ở trong này, mà khu lam chính là nơi đóng quân chủ yếu của Thủy Dực Thành. Nơi này xem như là lực lượng phòng hộ chủ yếu trên mặt đất, cho nên còn lại phía bắc là thiên nhân bình thường sinh sống. Nơi này rất hỗn tạp. Bọn Cam Vân chính là ở lại khu phía bắc này. Từ mấy năm trước, sau khi bọn Tần Vũ rời khỏi Thảo Nguyên, thì bọn Cam Vân đã chia nhau ra tiến vào các thành lớn. Cam Vân chính là bị phân tới thành trì tương đối hỗn loạn này. Thần thức Tần Vũ phát ra bao trùm phạm vi 5 dặm, rất nhanh nắm rõ đường đi lối lại trong Thủy Dực Thành. Ba người chậm rãi bước đi suốt nửa canh giờ mới tìm được ấn ký đã để lại trên người Cam Vân, hiện đang ở trong một trang viên. Cam Phủ. Hai chữ rất to khắc trước cửa trang viên, hai cánh cửa cao lớn dường như chắn hết ánh mặt trời. Tần Vũ phóng thần thức trong nháy mắt đã tra ra một người đang bí mật tu luyện bên trong một trận pháp, chính là Cam Vân. Một giọng nói truyền vào trong tai hắn. Cam Vân, chúng ta tới rồi. Cam Vân đang tu luyện, nghe được thanh âm toàn thân chấn động, nét mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, đứng ngay dậy kích động nói, đại nhân, các người rốt cục cũng đã tới rồi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã xuất hiện trước mặt ba người, theo phía sau là 6-7 tên thiên nhân cung kính theo sau hai bên. Xem ra mấy năm gần đây Cam Vân tại Thủy Dực Thành vai vế không nhỏ, nếu không như thế nào lại có thể thu phục được nhiều người như vậy. Tần Vũ liếc mắt quan sát 7 thiên nhân theo sau Cam Vân, chỉ thấy 4 trong 7 người có 3 cánh, 3 người còn lại là 2 cánh. Ánh mắt Tần Vũ rất bình tĩnh và thâm sâu, lại vừa mang theo vẻ uy nghiêm. Giờ phút này hắn nhìn thấy mấy người khiến tất cả thiên nhân đều không tự chủ được cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt. Đại nhân, Cam Vân đợi ngài thật là khổ cực. Cam Vân nhìn Tần Vũ sau hồi lâu đột nhiên quỳ xuống đất, vẻ mặt kích động nói, mấy năm nay Cam Vân mỗi ngày đêm đều mong mỏi đại nhân sớm ngày trở lại, hôm nay rốt cục cũng đã tới rồi. Tần Vũ mỉm cười phất tay chém ra một đạo khí lực nâng Cam Vân lên, nhẹ giọng nói, chúng ta vào trong hãy nói. Cam Vân gật gật đầu, lại nhìn về phía Tình Nhi và Mục Thiên, mỉm cười ý tứ, sau đó mới tiến vào trong trang viện. Mà 7 tên thiên nhân phía sau, hắn thấy Cam Vân quay lại vẫn đang cúi đầu hành lễ với bọn Tần Vũ, đều không thể di chuyển, vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi Tần Vũ đi ngang qua mới phản ứng trở lại. Tiến vào trong sân, Cam Vân vội vàng sai thuộc hạ chuẩn bị rượu thịt tiếp đãi ba người Tần Vũ. 4 người tại hoa viên vừa uống rượu vừa nói chuyện. Đại nhân, từ Dực Thành không có người, ngài muốn tìm sao? Khi thấy bên cạnh chỉ còn Tình Nhi và Mục Thiên, Cam Vân thoải mái thử hỏi Tần Vũ. Mục Thiên buồn bực tiếp nhận câu hỏi, trầm ngâm nói,
Không nói nữa, đại nhân và chúng ta cơ hồ đã xới tung cả Tử Dực Thành lên mà cũng không tìm được người nào cả. Cam Vân nga lên một tiếng, nâng chén rượu lên cung kính nói: Ngày dài tháng rộng, đại nhân nhất định sẽ tìm được bọn họ. Vừa nói, hắn vừa uống một ngụm rượu. Tần Vũ mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên uống. Sau đó Tình Nhi hưng phấn bắt đầu kể lể, nói về những chuyện tại Tử Dực Thành. Cam Vân khi thì lo lắng, khi thì hưng phấn, nhất là lúc nghe được Tử Dực Thiên Vương và Thủy Dực Thiên Vương có thái độ cực kỳ cung kính đối với Tần Vũ. Điều này càng khiến cho hắn thêm tự hào khi được đi bên cạnh Tần Vũ. Ánh sáng dần dần bị màn đêm nuốt chửng, sắc trời ảm đạm dần. Cái miệng nhỏ bé của Tình Nhi vẫn chẳng biết mệt là gì, vẫn liên tục kể về những chuyện xảy ra dọc đường. Điều này khiến mọi người rất buồn cười. Mà lúc này đây, tại Tử Thành cũng là mới bắt đầu có chuyện vui. Tại chỗ ở của Lãnh Diễm Phỉ một ngày, Hồng Quân và Huống Thiên Minh rốt cục cũng không chịu được loại cảm giác nhàm chán này. Hai người nóng lòng muốn sớm biết được tình hình của Tu La Giới, cho nên khi chắc trời vừa nhá nhem, liền lập tức lôi kéo Lãnh Diễm Phỉ đi đến ngã tư đường điều tra tình hình của Tử Thành cũng như của Tu La Giới nói chung. Đêm qua cùng với Thượng Phổ Thành Chủ suốt đêm uống rượu, Dạ Sắc và Dạ Xoa hai người cơ hồ mơ mơ màng màng cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Sau khi Dạ Sắc tỉnh lại thì đã thấy một cảm giác mềm mại của mỹ nữ Tu La tộc đã ngủ say trong lòng ngực hắn. Mái tóc dài theo bả vai hạ xuống giống như mây xanh trên trời, cực kỳ thanh tú mỹ lệ. Kết hợp với da thịt trắng nõn mềm mại, Dạ Sắc trong lòng lại nổi lên dục vọng. Nơi này chính là chủ phủ của Thượng Phổ Thành Chủ. Lãnh Diễm Phỉ dẫn hai người đi, tận lực lé tránh những chạm gác, rất nhanh đứng trước sân của một tòa nhà to lớn. Ngón tay như ngọc của nàng chỉ vào khuôn viên phía trước, nhẹ giọng nói: Nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt, dường như không thể dễ dàng mà lẻn vào đâu. Hồng Quân nghe thế vậy cùng Huống Thiên Minh phóng thần thức, lập tức biết được mọi hành động của khu vực này. Hai người nhận thấy phía sân sau tuy nhỏ nhưng lại có một tiểu viện cực kỳ đẹp. Một gã Tu La nhân vẻ mặt rất chi là sung sướng, đang cùng với một người đàn bà diễm lệ đang hưởng hoan lạc. Huống Thiên Minh vẻ mặt anh tuấn lúc này lại đột nhiên đỏ lên, xấu hổ nhìn Hồng Quân, nhưng phát hiện nét mặt hắn không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản như cũ. Thấy ánh mắt Huống Thiên Minh nhìn có chút kỳ lạ, Hồng Quân không nhịn được cười hỏi: Nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi không phải cũng quan sát tình huống trong sân sao? Huống Thiên Minh mặt lại đỏ lên, lạnh lùng nói: Chúng ta làm thế nào đi vào đây? Hồng Quân trừng mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: Ít nhất cũng có 5 cách để vô thanh vô tức lẻn vào trong đó, chứ là chúng ta cần phải đi vào sao? Huống Thiên Minh nhìn Lãnh Diễm Phỉ bên cạnh đang kinh hãi, trong lòng biết nàng chính là bởi vì bị Thượng Phổ Thành Chủ vũ nhục cho người đuổi giết mới khiến nàng căm hận. Trong lòng chẳng biết vì sao đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn giúp nàng ta xả hận. Hay là vào đó tìm hiểu một phen, như vậy chúng ta có thể hiểu đôi chút về Tu La Giới. Huống Thiên Minh trầm giọng hướng Hồng Quân nói với vẻ đầy hòa hoãn. Hồng Quân nhìn thoáng qua Huống Thiên Minh, lại thấy vẻ mặt cảm kích vô cùng của Lãnh Diễm Phỉ trước lời nói của Huống Thiên Minh, không nói được gì nữa, vô vỗ chán, trong lòng thầm than: Xem ra Thiên Minh đối với người con gái này có chút quan tâm, vì huynh đệ chắc phải tiến lên thăm dò một phen rồi. Vô vỗ đến đau cả chán, Hồng Quân trầm ngâm nói: Nếu như vậy chúng ta đi thăm dò một phen, dù sao bây giờ cũng không có việc gì. Huống Thiên Minh biết rõ Hồng Quân là vì hắn nên mới đồng ý tiến vào cái nơi mà nhìn bên ngoài tưởng như bình thường nhưng bên trong lại thập phần nguy hiểm này, vội vàng cao hứng nói: Không bằng như vậy đi, Tiểu Quân, ngươi và nàng ở đây tiếp ứng, ta một mình đến thăm dò một phen sau đó mới quyết định. Nói xong hắn liền tiến ngay lên phía trước. Hồng Quân kéo vai Huống Thiên Minh đẩy hắn đến bên cạnh Lãnh Diễm Phỉ nói: Xét về công lực chúng ta có lẽ ta tương đương, nhưng nói về thủ đoạn ngươi còn kém ta rất xa. Thôi quên đi, ngươi ở chỗ này bảo vệ Lãnh Diễm Phỉ, ta một mình đến đó tìm hiểu một phen. Đối với tu vi của ta cũng không có bao nhiêu người có thể phát hiện ra ta đâu. Nói xong không đợi hai người có phản ứng, thân ảnh Hồng Quân lóe lên đã không thấy tung tích. Huống Thiên Minh nhìn con mắt sáng ngời cùng vẻ mặt vui mừng của Lãnh Diễm Phỉ không nhịn được liền vỗ trán, cười khổ thầm mắng Hồng Quân không có nghĩa khí lại để hắn đứng ở chỗ này. Lãnh Diễm Phỉ cũng không có để ý đến suy nghĩ phức tạp trong đầu Huống Thiên Minh. Bây giờ nàng ta đã cực kỳ hưng phấn, nhìn nam tử anh tuấn này ngày thường lạnh lùng nhưng nội tâm lại ấm áp như vậy, trong lòng không khỏi si mê. Mà lúc này phía trước hai người chỉ là một mảng đen kịt yên tĩnh, chỉ có những bóng người chớp động. Tất nhiên đó chính là những hộ vệ tại nơi này đang đi tuần tra, cực kỳ cẩn thận bảo vệ sự tôn quý của những người trong tiểu viện kia. Huống Thiên Minh nhìn thoáng qua Lãnh Diễm Phỉ,
sau đó lại trông về phía đằng sau. Trong lòng thầm lo lắng cho Hồng Quân, dù sao hai người cũng là mới đến tu la giới, chưa rõ lắm về người tu la rốt cục là có hay không tra ra tung tích của người xâm nhập. Chủ phủ của Tử Thành còn lớn hơn Tử Dực Thành rất nhiều, chỉ là Hồng Quân cũng không biết, chỉ thấy hắn hóa thành đạo hư ảnh, quanh thân tràn ngập năng lượng vô sắc cổ quái. Tất cả thần thức chỉ có thể tiếp cận đến quanh thân thể hắn cách 5 thước, mà năng lượng cổ quái kia lại có thể phóng ra mà thần thức người tu la cũng không thể phát hiện. Lúc này, Hồng Quân giống như tồn tại ở một không gian độc lập vậy, tất cả động tác người tu la đều không thể phát hiện. Trừ phi hắn quang minh chính đại đứng trước mặt, nếu không thân thể hắn ở trong sân chỉ như một thân cây hoặc là một cây cỏ nhỏ bé. Bay qua bức tường thứ nhất, Hồng Quân đứng dưới một bóng cây đại thụ to lớn, ở trong góc phóng ra một chút thần thức cực kỳ nhỏ dọc theo bức tường về phía trước tản ra. Mà thần thức quét qua chỗ nào, tất cả cách bố trí và phòng vệ quân đều xuất hiện trong đầu hắn, hình thành một cái bản đồ cực kỳ rõ ràng. Thành chủ phủ này chia thành 5 khu, bốn phương Nam Bắc đều có các khoảng sân rất lớn. Ngoại trừ các góc tường và các tiểu viện, ngoài ra đều là các mảng sân trống hoác. Tuy nhiên, đó cũng là điều đã được tính kỹ để phòng thủ. Nhìn sơ qua, đã có thể thấy mấy trăm hộ vệ đi tuần, mà bốn cái sân này đều tập trung lại ở một khoảng rộng trong trung ương. Chỗ này cơ hồ cũng là bị người tu la dùng thủ đoạn để bảo vệ. Ngay cả thần thức Hồng Quân muốn phóng qua đó cũng là hết sức khó khăn. Cảm nhận được đôi lúc có một cỗ uy áp chuyển đến, thân ảnh Hồng Quân rất nhanh dọc theo bức tường mà di chuyển. Trong bóng tối, thân ảnh hắn như quỷ mị, đi mà như chạy, phảng phất như một linh hồn leo lắt. Hai đội hộ vệ từ trong sân trung ương đi ra, Hồng Quân con mắt sáng ngời, lắc người một cái, thân ảnh đã biến mất trong nháy mắt, đã xuất hiện phía trước một loạt những căn tiểu viện. Thần thức lại phóng ra, cảm thấy xung quanh không một bóng người. Lúc này, Thượng Phổ Thành Chủ Tử Thành đang ở trong đại điện, bên cạnh có hai mỹ nữ tu la tộc hầu hạ, có vẻ như đang rất thích thú hưởng thụ. Người gọi là Tôn Thiên sao? Thượng Phổ cầm trong tay chén rượu trong vắt, ánh mắt bình thản nhìn về phía một người nam tử trông có vẻ rất lam lũ tiểu tụy. Chỉ thấy thanh niên nam tử này hai mái tóc rất dài, đôi mắt mặc dù sâu lắng nhưng dường như rất kiên định. Nghe nói ngươi rất lợi hại, ba cánh thượng cấp cũng phải là cao thủ năm cánh hạ cấp mới có thể bắt được ngươi. Thấy Tôn Thiên nhìn chằm chằm mình, Thượng Phổ phá lên cười, khuôn mặt xấu xí cũng lộ ra vẻ hâm mộ nói. Tôn Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Phổ sau hồi lâu mới bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn xem ngươi có thể khiến thành chủ Tu La Thành Điền Vũ đau đầu là nhân vật như thế nào thôi. Thượng Phổ điệu đà, cầm chén rượu ha ha cười to, chỉ vào Tôn Thiên lớn tiếng nói. Ba cánh thượng cấp có thể chiến thắng năm cánh hạ cấp sao? Ngươi có muốn thử xem không? Tôn Thiên về mặt lạnh lùng, nguyên hạch trong đan điền bị phong ấn, bây giờ ngay cả với một đứa trẻ mới sinh ra tại Tu La giới cũng không bằng. Thượng Phổ nhìn chằm chằm nét mặt bình tĩnh của hắn, giễu cợt. Ngươi bây giờ xem như đã là tù nhân của Tử Thành rồi. Vừa nói, hắn vừa phất tay ý bảo hai mỹ nữ Tu La kia để mặc hắn mà rời đi, sau đó lạnh lùng nói. Biết Tử Thành là nơi thế nào không? Tôn Thiên gật đầu. Biết, xem như là nơi tập hợp toàn tội nhân Tu La, là không gian bị nguyền rủa. Sai rồi, sai rồi. Thượng Phổ quát to, mở cửa ra nhìn lên bầu trời đen ngòm, lại lớn tiếng nói. Tử Thành là địa bàn của ta, địa bàn của ta, hiểu không? Ở chỗ này ta là duy nhất, là chế cao vô thượng. Phốc. Nhìn bộ dáng cuồng ngạo của Thượng Phổ, Tôn Thiên nhổ toẹt một bãi nước bọt, suýt nữa thì trúng mặt Thượng Phổ, giễu cợt nói. Đúng vậy, người cũng tại chỗ này mà ngông cuồng. Thượng Phổ mắt trắng dã, hừ nhẹ một tiếng, một đạo năng lượng từ trong nháy mắt hiện lên trước mặt hắn, trong nháy mắt đánh bay Tôn Thiên đập vào một bên vách tường. Tại địa bàn của ta, muốn sống thì đừng chọc giận ta. Tôn Thiên miễn cưỡng từ vách tường kia đứng lên, kiên cường nhìn Thượng Phổ, ánh mắt vẫn như có vẻ miệt thị như trước. Lúc này Hồng Quân đã vô thanh vô tức lèn vào sân trung tâm, đứng ở một góc tường u ám, toàn thân hắn tản ra lực lượng kỳ bí, càng thêm đen ngòm. Hỗn độn nguyên khí bốn phía vốn đang bình lặng như nước hồn, nay đã bắt đầu chuyển động, tuy nhiên không chút nào bị đại nhân vật bên trong đại điện kia phát hiện. Sáu cao thủ. Thần thức Hồng Quân lập tức xuất ra, trong khoảnh sân này có sáu gã tu la cao thủ. Trong lòng hắn cả kinh, không thể tưởng tượng được tại Tử Thành này một thành chủ phủ lại có thể có nhiều cao thủ như vậy. Vậy rốt cục trong tu la tộc có bao nhiêu cao thủ đây? Hồng Quân cũng có chút bất ngờ,
Nghĩ đến Huống Thiên Minh đang ở sân phía ngoài kia, nếu đã dò xét được lực lượng của thành chủ phủ này rồi cũng nên quay lại thôi. Vừa nghĩ, hắn vừa âm thầm thu lại toàn bộ lực lượng, muốn âm thầm rời đi. Thượng Phổ lạnh lùng nhìn người phía trước, khóe miệng đang đổ máu, thế nhưng vẫn như trước giễu cợt nhìn mình. Trong lòng hắn không thể hiểu được người thanh niên này tại sao lại kiên cường như thế. Đã bị mình liên tục dùng năng lượng đánh bay đi gần 10 lần, toàn thân tiểu tụy, ngoại trừ hai chân ra, dường như xương cốt toàn bộ đều nứt gãy hết mà cũng có thể đứng lên được. Nói, ngươi bằng vào cái gì mà có thể ba cánh thượng cấp đánh thắng được năm cánh hạ cấp đây? Hắn căn bản không thể nào tin ba cánh thượng cấp có thể chiến thắng được năm cánh hạ cấp. Khi Dạ Sắc mới đưa tình hình của Tôn Thiên báo cáo cho hắn biết thì trong lòng đã có chủ ý, phải ép Tôn Thiên nói ra bí mật của hắn cho bằng được. Đối với khát vọng lực lượng, Thượng Phổ vốn là tộc nhân Tu La hiển nhiên cực kỳ mong muốn. Hơn nữa, hắn đang làm thành chủ Tử Thành, khả năng vốn là quan trọng nhất. Trong mắt hắn, tại Tu La giới này chỉ có khả năng mới có thể quyết định địa vị của một người. Tôn Thiên trong lòng cười khổ, nhưng nét mặt vẫn giễu cợt nói: "Sao, ngươi rất muốn biết ư?" Thượng Phổ con ngươi sáng ngời nói: "Chỉ cần ngươi nói ra, ta cam đoan ngươi tại Tử Thành này dưới một người trên vạn người. Trong Tử Thành này, ngoại trừ ta, tất cả tính mạng đều do ngươi định đoạt." Thấy vậy, Tôn Thiên ha ha cười, nhưng lại động tới vùng xương bị gãy, không nhịn được phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nói: "Ta vĩnh viễn không nói cho ngươi." "Hả?" Thượng Phổ hét lên một tiếng, dùng quyền khí đánh vào ngực Tôn Thiên, nháy mắt đánh hắn bay ra khỏi đại điện, rơi xuống xa xa chỗ khoảng sân rộng kia. Hồng Quân lúc này đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện một thân ảnh từ trong đại điện bay ra, rơi bộp một tiếng ngay khoảng sân trước mặt, vẫn không nhúc nhích, khiến hắn vội vàng dùng thần thức tra xét một phen. Khi thần thức hạ xuống người thanh niên nam tử kia thì Hồng Quân trong lòng đại chấn, nét mặt hưng phấn như điên cùng với thần sắc kinh ngạc, hai bàn tay nắm chặt. Hồng Quân lời như ma thì thào: "Ngộ Không, hắn ta là Ngộ Không." Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước đại điện. Thượng Phổ đánh bay Tôn Thiên, thấy hắn vẫn nằm bất động trên mặt đất không nhúc nhích, trong lòng không khỏi hối hận vì đã ra tay quá nặng, vội vàng phóng thần thức muốn xem xét tình trạng của Tôn Thiên, nhưng đột nhiên phát giác ra một người tướng mạo còn trẻ xuất hiện trước cửa điện, toàn thân tản ra sát khí lạnh như băng, không khỏi chấn kinh: "Ngươi là ai, sao lại tới thành chủ phủ của ta?" Nghe được nam nhân xấu xí trước mặt nói, sắc mặt Hồng Quân đã lạnh đến cực điểm, khó coi chí cực. Chậm rãi nâng Tôn Ngộ Không đang ở trong trạng thái hôn mê dậy, không để ý đến lời nói của Thượng Phổ, trực tiếp đánh vào không khí một quyền. Một đạo hỗn độn lực tinh thuần nhất thời xuất hiện trong tay hắn. Hồng Quân đưa hỗn độn lực xuyên qua các đại mạch truyền vào cơ thể Tôn Ngộ Không, chậm rãi chữa trị kinh mạch cũng như xương cốt toàn thân cho hắn, phảng phất không có nghe lời Thượng Phổ chất vấn: "Ngươi là loại quái vật nào, sao dám đến thành chủ phủ của ta?" Thượng Phổ nhìn sau lưng hắn trống không, Hồng Quân hiển nhiên không phải thiên nhân, cũng không phải người của Tu La tộc. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, sợ chính là người trẻ tuổi trước mặt này căn bản không thể phán đoán được thực lực, giận chính là người này lại không thèm để ý đến hắn, ngay cả câu hỏi của hắn cũng không để ý tới. Tôn Thiên cũng chính là Tôn Ngộ Không mà Hồng Quân nhận định sau khi hỗn độn nguyên lực nhập vào trong cơ thể thì kinh mạch hồi phục rất nhanh, xương đầu đã vỡ nay cũng liền hẳn. Khi kinh mạch khôi phục lại thì lại bị nỗi đau đớn kích thích kêu thảm một tiếng liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một thanh niên nam tử anh tuấn, chỉ thấy dường như lúc này ánh mắt hắn tràn đầy vẻ quan tâm, nhìn chằm chằm mình, trong mắt mang theo một tia phẫn nộ, không khỏi ngại ngùng nói: "Ngươi là ai, tại sao lại cứu ta?" Hồng Quân ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến trí nhớ của Tôn Ngộ Không đã bị cha mang đi, mà bản thân hắn cũng không lưu lại một chút nào. Nhíu mày một lúc nhìn bộ dạng mênh mang của Tôn Ngộ Không liền nhẹ giọng nói: "Ta là bằng hữu, ngươi có thể gọi ta là Hồng Quân, cũng có thể gọi ta là Tần Sương." Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lúc lâu, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Hồng Quân, ta như thế nào lại không biết mình có một người bằng hữu như vậy? À, ngươi không có cánh." Hồng Quân cười hăng hắc, nắm lấy Tôn Ngộ Không muốn lui về phía sau, cười khổ nói: "Không phải sợ, ta đúng thật là bằng hữu của ngươi, bây giờ cũng không phải lúc giải thích, chờ sau khi chúng ta thoát khỏi đây sẽ kể lại cho ngươi một phen." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, rồi đưa ánh mắt căm hận hướng tới bên người Thượng Phổ. Lúc này nguyên hạch bên trong đan điền đã được hỗn độn lực giải trừ phong ấn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ giống như ngựa đứt cương đang vận chuyển rất nhanh trong cơ thể, chỉ mới di chuyển một vòng thân thể đã hồi phục hoàn toàn, một lúc sau đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.
ta muốn giết hắn. Tôn Ngộ Không nhấn mạnh một câu, nhìn Hồng Quân nói, ngươi không nên nhúng tay vào. Thấy vẻ mặt kiên định của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân phóng thần thức tra xét tu vi của Thượng Phổ. Thấy so với Tôn Ngộ Không tuy có mạnh hơn nhưng không nhiều lắm, trong lòng cũng yên tâm, liền gật gật đầu quan tâm nói, nếu không được thì nên lập tức lui lại phía sau, sau này trả thù. Tôn Ngộ Không trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, cho dù là mới biết ta, tóm lại ta cảm ơn ngươi đã giải thoát khỏi giam cầm cho ta. Hồng Quân cười cười muốn vỗ vai Tôn Ngộ Không, nhưng nghĩ đến hắn vẫn chưa khôi phục trí nhớ, liền thu tay, liếc mắt cổ vũ hắn. Thượng Phổ hô hoán sớm đã có một đoàn hộ vệ đến, Hồng Quân và Tôn Ngộ Không bị vây ở giữa, tất cả đều xuất ra vũ khí muốn tiến đến bắt hai người. Tôn Ngộ Không lạnh lùng quét ánh mắt qua từng người, thấy Dạ Sắc và Dạ Xoa hai người cũng có trong đám đó, giễu cợt cười hướng về phía Thượng Phổ hô lớn, có giỏi thì tới đây cùng lão Tôn đại chiến, kêu đám tiểu lâu la này đến làm gì. Thượng Phổ sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói, ngươi muốn chết sao, nếu ngươi thua cũng đừng trách ta, ngươi phải giao bí mật cho ta. Tôn Ngộ Không gật đầu, nét mặt lộ ra vẻ kiên định, quát to, lão Tôn sẽ không thua, người thua sẽ là ngươi, nạp mạng cho ta đi. Lời còn chưa dứt, trường côn trong tay mang theo khí thế cường hãn đột nhiên bổ về phía Thượng Phổ. Thượng Phổ có chút giật mình, côn trong tay Tôn Thiên không biết đã xuất hiện từ khi nào, hắn căn bản không có thấy, chỉ thấy chiếc côn mang theo sát khí lẫm liệt đang nhằm về phía mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước, vung trường đao trong tay lên đỡ. Hai đạo quang mang chớp mắt đập vào nhau giữa không trung, tất cả mọi người xung quanh chỉ cảm thấy phảng phất như mặt đất rung chuyển, ngã rạp lên nhau. Lui hết ra cho ta, hôm nay ta phải tự tay giết chết tên này. Thượng Phổ có chút đau đớn tại cổ tay, trong lòng thầm kinh ngạc, năng lượng của Tôn Thiên này thật cường hãn, nhưng cũng vì thế mà kích thích khí thế hung hãn của hắn. Dù sao có thể đảm nhận chức vụ thành chủ Tử Thành, bản thân hắn đã từng trải qua bao phen nhuốm máu đổ đao mới có ngày nay, bị một bổng của Tôn Ngộ Không lại thật ra là kích thích sát tâm của hắn. Tôn Ngộ Không trên không trung bị phản chấn, sau khi rơi xuống đất liền lùi về liền ba bước, sau đó vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận nhìn Thượng Phổ, đôi mắt mang theo chiến ý mãnh liệt. A! Thượng Phổ hét lớn một tiếng, thân ảnh bỗng dưng biến mất trong khoảnh khắc, đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không, giơ đao lên bổ mạnh xuống. Tôn Ngộ Không cũng không yếu thế, rất nhanh ngưng tụ năng lượng toàn thân lại cùng hắn cứng đối cứng. Trong nhất thời, ánh đao và côn ảnh cùng lóe lên, quanh thân hai người tản ra khí thế khiến cho mọi người xung quanh lùi hết về phía sau. Hồ Về thành chủ phủ trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh đang đại chiến, càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy Tôn Thiên chỉ có ba đôi cánh mà có thể cùng thành chủ vốn có năm đôi cánh đối chiến lại còn rất khó phân thắng bại. Lúc này tiếng động bên trong đã kinh động đến Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ đang ở bên ngoài chờ. Hai người cuống quýt tiến vào nhưng lại gặp hộ vệ đã vây kín bên trong trang viện nên phải xuất thủ. Bên ngoài vệ binh vây kín, bên trong Thượng Phổ và Tôn Ngộ Không đang đại chiến khiến cả thành chủ phủ náo loạn. Thần thức của Hồng Quân sớm đã biết được tình hình bốn phía, Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ cùng với đám hộ vệ đại chiến hắn tất nhiên là biết rõ, nhưng thấy hai người cũng không có gì nguy hiểm, huống chi công lực của Huống Thiên Minh hôm nay trừ phi gặp phải tu la nhân có tu vi cao thâm, nếu không là người bình thường căn bản không có khả năng khống chế hắn. Nghĩ vậy, trong lòng Hồng Quân cũng yên lòng, dù toàn bộ thần thức quan sát Tôn Ngộ Không và Thượng Phổ đại chiến, đồng thời cũng suy nghĩ như thế nào có thể thoát khỏi đây. Vốn chỉ là định vào đây thăm dò tình hình, cũng không muốn cùng Tử Thành phát sinh xung đột, cho dù có phát sinh cũng không muốn giao đấu thế này. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện khiến cho Hồng Quân không chút do dự thay đổi sách lược. Hoặc có thể nói vì giao tình với Tôn Ngộ Không khiến cho Hồng Quân vốn muốn ẩn thân nhưng lại đối đầu với bọn người này. Hồng Quân nghĩ lại lúc Tôn Ngộ Không bị Thượng Phổ hành hạ, trong lòng hắn vốn rất bình tĩnh như nước không gợn sóng lại nổi lên chuyển biến rất lớn. Vốn lĩnh ngộ thiên đạo tâm cảnh phải vững, nhưng lúc đó trong lòng hắn đã nổi lên vô tận sát ý. Có thể nói nếu không phải Tôn Ngộ Không giành đánh với Thượng Phổ, Hồng Quân cũng sẽ không dễ dàng mà đi ra ngoài, nhất định là phải đánh cục Thượng Phổ mới có thể hài lòng mà rời đi. Dĩ nhiên đối với tu vi của Hồng Quân, đừng nói là Thượng Phổ, cho dù là tộc nhân Tu La bảy cánh có tới cũng không có cách nào chắc chắn đánh thắng được hắn. Che giấu hành tung là vì tránh xung đột với người trong Tử Thành, nhưng với tu vi của Hồng Quân hôm nay thì đối với những người Tu La tu vi thấp kém cũng ẩn hàm có chút khinh thường trong đó. Hôm nay đã tìm được Tôn Ngộ Không, sau khi rời khỏi Tử Thành xem ra phải nhanh chóng tìm tới cha, đó mới là chuyện quan trọng nhất.
Hồng Quân có chút đau đầu, thầm trách mình lúc trước không giữ lại một chút trí nhớ của mọi người. Nếu là như thế thì lúc này cũng không có khổ như vậy. Chỉ là hết lần này tới lần khác hắn không có giữ lại, đương nhiên điều đó cũng có chút nguyên nhân ẩn hàm bên trong. Nhưng vô luận là thế nào, chính là hắn không có giữ lại. Hồng Quân cười khổ, ngước lên nhìn thoáng qua chiến trường giữa Tôn Ngộ Không và Thượng Phổ. Chỉ thấy hình như Tôn Ngộ Không càng đánh càng lên tinh thần, càng đánh ý chí càng lâng cao, liền có chút vui mừng. Người này mặc dù là chuyển sinh nhưng vẫn giữ được bản tính, xem ra ba cánh vẫn có thể cùng năm cánh bất phân thắng bại, cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng với hắn. Bên tai truyền đến một tiếng quát, chỉ thấy Thượng Phổ quanh thân phát ra quang mang kịch liệt, thân thể trường bào màu xanh cũng phiêu phủ giữa không trung, ngạo nghễ nhìn về phía Tôn Ngộ Không quát lạnh: "Tôn Thiên, chết đi!" Dứt lời, thiên địa linh khí chung quanh giống như một cơn lốc điên cuồng hướng tới thân thể Thượng Phổ. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thân thể như bị giam hãm, muốn nhúc nhích cũng phải dùng hết sức. Chiếc côn trong tay lập tức bị thả lỏng, nét mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Hồng Quân vẫn chú ý quan sát hai người, với tu vi của hắn sẽ không bị ảnh hưởng của trạng thái kia. Lúc này hắn chỉ chú ý đến Tôn Ngộ Không, chỉ sợ hắn xuất hiện nguy hiểm. Dù sao hắn đã từng chết một lần, nếu lần này chết đi, ngay cả Hồng Quân cũng không biết như thế nào mới có thể cứu sống hắn lại. Điện quang lóe lên, sáng bừng cả sân, trường đao của Thượng Phổ mang theo liên tiếp ảo ảnh từ trong không trung bổ tới. Khí phách ngạo nghễ thiên hạ từ trên người Thượng Phổ truyền ra, khiến cho đám hộ vệ chung quanh vẻ mặt rất sùng bái và kinh hãi. Tôn Ngộ Không bây giờ đã không thể cử động, toàn thân bị khí tức cường bạo của Thượng Phổ nắm giữ, muốn di chuyển nửa bước cũng không thể, không thể làm gì khác hơn là giơ côn trong tay lên đỡ. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, Tôn Ngộ Không phảng phất bị lôi điện đánh trúng, thân thể bay về phía sau, máu tươi từ trong miệng cứ thế phun ra, thoạt nhìn như bị Thượng Phổ làm trọng thương. Hồng Quân chấn kinh, tung một quyền, hỗn độn nguyên khí giống như bị thao túng bao quanh thân thể của Tôn Ngộ Không, rất nhanh đỡ lấy hắn, chậm rãi bay về bên người Hồng Quân. Thượng Phổ mặc dù đã đánh trọng thương Tôn Ngộ Không, nhưng cũng bị hắn dùng sức chống đỡ, trên người cũng bị thương nhẹ. Tuy nhiên, hắn vẫn như trước, quanh thân hắn tràn ngập khí tức cuồng bạo, đứng trước mặt Hồng Quân lạnh lùng quát: "Giết chúng cho ta!" Mấy trăm đạo thân ảnh phía sau nghe tiếng mà động, nháy mắt đã tới bên cạnh Hồng Quân. Các loại trường khí từ rất nhiều loại vũ khí phóng về phía Hồng Quân và Tôn Ngộ Không. Hồng Quân lấy tay túm lấy Tôn Ngộ Không, đồng thời xuất chỉ lực dò xét tình hình của hắn. Lại ngạc nhiên khi thấy kinh mạch của hắn vẫn rất bình thường, chỉ là nguyên hạch bên trong xuất hiện vài vết nứt, cũng là bởi vì lúc nãy ngăn cản đòn tấn công của Thượng Phổ mà dùng quá nhiều năng lượng. Mỉm cười, tay đã nắm được Tôn Ngộ Không, quang mang chợt lóe lên, hai người trong nháy mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Tất cả trường lực đã đánh vào không khí, Thượng Phổ tức giận phóng thần thức nhanh chóng tìm khắp bốn phía, nhưng dù thế nào khí tức của hai người cũng không có. Tức giận quay về phía mấy trăm thuộc hạ lớn tiếng nói: "Ra bên ngoài tìm đôi cẩu nam nữ giết chết cho ta!" Thần thức hắn đã phát hiện ra tung tích Lãnh Diễm Phỉ, thấy nàng ta đang thân mật cùng với thanh niên anh tuấn kia cùng chiến đấu, trong lòng đố kỵ, đồng thời cũng nổi lên sát ý mãnh liệt. Không đợi thuộc hạ đi, hắn đã bay tới trước. Bọn hộ vệ vừa mới rời khỏi, hai thân ảnh đã xuất hiện ngay chính giữa sân, không một bóng người. Đúng là hai người Hồng Quân và Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không há to miệng lắp bắp nói: "Vừa rồi là nơi nào?" Hồng Quân cười hăng hắc nhìn Tôn Ngộ Không đã khôi phục lại vẻ hồng hào, nhẹ giọng nói: "Là một pháp bảo của ta, tên là Hồng Quân Giới, sau này nhất định người sẽ biết thôi." Tôn Ngộ Không ngây ngốc nhìn vật trong tay Hồng Quân, chớp mắt vẫn không hiểu được vừa rồi người thanh niên trước mắt này đã đưa mình tới đâu. Thấy bộ dáng Tôn Ngộ Không như vậy, Hồng Quân âm thầm cười, kéo tay hắn ôn nhu nói: "Chúng ta trước tiên rời khỏi đây đã." Dứt lời, trên thân thể hai người đồng thời hiện lên một đạo quang mang, trong nháy mắt đã biến mất không hình dáng. Thượng Phổ tức giận phi tới chỗ Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ, đang muốn tự tay ra tay, đột nhiên một đạo quang mang lóe lên, sau đó hai người cũng lại biến mất liền cáo: "Một đám phế vật, mau bắt bọn chúng cho ta, nếu không bắt được các ngươi đều chết đi." Chỉ có thời gian nửa buổi tối, Thượng Phổ đã rất nhanh bị hạ nhục, đường đường là thành chủ Tử Thành, bây giờ đâu còn mặt mũi nữa, cứ như thế mà giận điên lên. Sau đó chỉ thấy thuộc hạ của hắn không chút nào dám chậm trễ, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bay về bốn hướng để bắt bốn người kia, cũng có thể là tránh lúc thành chủ đang nổi giận cơn điên. Mà lúc này bọn Hồng Quân và Huống Thiên Minh đã kéo được Tôn Ngộ Không đến hướng sa mạc bước đi. Bốn người đi vào trong Tu La tộc, tiến đến thiên giới thăm dò tung tích của Tần Vũ.
Thời gian ở thiên giới và thần giới tại nhân giới tuy không giống nhau, nhưng đối với người tu luyện mà nói, thời gian trăm năm chỉ như một cơn gió thoảng qua, không cần phải nhắc đến, càng không thể so sánh với năm tháng vốn trôi qua như thoi đưa. Cảm nhận được bốn phía tràn ngập thiên địa nguyên khí thủy tính, Tần Vũ khoanh tay đứng trước một khoảng sân. Trước mặt là một hồ nước vô cùng mỹ lệ, có màu xanh trong vắt. Cỏ dại ven hồ giống như liều mạng trồi lên mặt đất, tựa hồ như muốn thoát khỏi mặt đất để có thể tự do bay lượn trong thiên địa. Đại nhân, 100 năm tại Thủy Dực Thành này đã có 100 năm thời gian, cũng không có tìm được người đại nhân muốn tìm, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mục Thiên vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Tần Vũ, về mặt tư lự và bất đắc dĩ kết hợp với khuôn mặt già nua khiến hắn trông như rất thành thục. Tìm không thấy còn thế nào nữa, đương nhiên là phải tiếp tục tìm rồi. Tần Vũ chậm rãi xoay người bình tĩnh nói, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm ra bọn họ, ta tin là vậy. Trên mặt Tần Vũ chẳng biết vì sao lúc đó lại tản ra hào quang trong suốt giống như làn da của một nữ tử, khiến cho nét mặt càng thêm anh tuấn, ánh mắt cương nghị càng bổ sung thêm nét phong trần của y. Lúc này quanh thân thể vận trường bào màu xanh của Tần Vũ đã chậm rãi xoay chuyển một cỗ năng lượng cổ quái, phảng phất như là năng lượng trời đất ban cho hắn vậy. Loại năng lượng này giống như lúc trước khi đấu với Mục Thiên đang trong trạng thái đỉnh cao, luôn luôn tồn tại một cảm giác gây áp lực đáng sợ, tựa hồ như gặp khắc tinh lại giống như là gặp thiên. Đúng vậy, thế nhưng đại nhân, chúng ta phải tìm kiếm đến khi nào đây? Cứ như vậy mà tìm rất có thể không đạt được kết quả gì, cuối cùng chính là lãng phí thời gian và công sức của chúng ta mà thôi. Mục Thiên tuy trong lòng sợ hãi, nhưng đối với Tần Vũ, hắn luôn nhiệt tình ủng hộ và sùng kính, cho nên hắn không như thiên nhân bình thường, khi gặp Tần Vũ luôn bị áp lực, bị lực lượng cổ quái quanh thân thể Tần Vũ làm cho mất tập trung. Tần Vũ nao nao trong lòng cũng giận dữ, nhưng lại nhìn vẻ mặt rất thành khẩn của Mục Thiên, ánh mắt chớp động chính là lòng sùng kính phát ra từ trong nội tâm, không khỏi cảm thán nói: cho dù là hao phí công sức cùng thời gian, ta cũng phải tìm cho được bọn họ. Ta đến không gian này cũng chính là muốn tìm bọn họ. Người không biết đâu. Đại nhân đã nói như vậy, Mục Thiên nhất định sẽ làm theo. Chỉ là thuộc hạ của Cam Vân tại Thủy Dực Thành này hôm nay chỉ sợ đã nhẫn nại đến cực hạn rồi, không vì chúng ta mà hết lòng nữa đâu. Mục Thiên bất mãn lại nói: cũng không biết Cam Vân vì sao vẫn còn dung túng những người này. Nếu là ta, nhất định không phục sẽ giết đi. Làm sao có thể để như thế được? Tần Vũ mỉm cười không nói. Mọi chuyện trăm năm nay hắn hoàn toàn biết. Cam Vân đến Thủy Dực Thành này mất gần 100 năm mới có thể tụ tập lại được một nhóm thiên nhân này. Thu phục được những người này, có thể nói Cam Vân dường như đã phải mất rất nhiều tâm huyết. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tu vi của hắn tiến bộ ngày càng chậm. Mà ba người Tần Vũ đến đã khiến cho bọn thuộc hạ Cam Vân dần dần bất mãn. Suốt cả ngày phái bọn họ đi tìm người không nói, nhưng điều quan trọng là hình dáng đặc điểm của người đó ra sao cũng không biết. Như thế làm sao bọn họ có thể tìm kiếm đây? Cho nên 50 năm sau, bọn thuộc hạ của Cam Vân rốt cục cũng không chịu được cái loại mệnh lệnh không hề rõ ràng giống như rủi bâu này. Bọn chúng đề xuất hoặc là ba người Tần Vũ rời đi, hoặc là bọn họ rời đi. Cam Vân lúc đó rất tức giận, đánh trọng thương ba gã thuộc hạ. Sau đó phần lớn bọn họ đều rời khỏi. Dần dần vốn lúc trước có 300 người, lúc này chỉ còn khoảng không đến 80. Mà gần đây 80 người này cũng rất không ưa bọn Tần Vũ. Nhìn thấy Tần Vũ cùng Mục Thiên cũng không còn vẻ cung kính ngày xưa nữa, ánh mắt đều toát ra vẻ oán hận cùng chán ghét. Điều này đối với người trọng tình nghĩa như Cam Vân tất nhiên sẽ rất tức giận, nhưng cũng không thể làm quá đối với những huynh đệ đã hết lòng vì hắn. Chỉ có thể mỗi ngày ngoài tận lực tìm kiếm chung quanh thì luôn khuyên bảo mấy người huynh đệ đừng xúc phạm đến Tần Vũ. Mà Tần Vũ cũng chẳng so đo chuyện đó, cả ngày ngoại trừ tu luyện đều là lẳng lặng đứng bên hồ ngắm cảnh, xem nhật nguyệt luân chuyển, xem tinh tú biến ảo, không để ý đấy bọn Cam Vân vẫn hàng ngày vất vả toàn thân đều chuyên thâm lĩnh ngộ thiên đạo. Trăm năm thời gian, tu vi của Tần Vũ càng ngày càng tiến mạnh. Bên trong đan điền, một cái hắc động sâu hoắm được hình thành. Tại trung tâm của hắc động chính là nguyên hạch màu đen kia. Từ khi hắc động được hình thành, Tần Vũ cố gắng tu luyện tinh thần công pháp, thấy tu vi ngày càng tiến bộ. Cũng không thể nghĩ được cái hắc điểm kia càng lúc càng lớn. 30 năm trước rốt cục cũng đã biến nguyên hạch trở thành màu đen, không giống với thiên nhân bình thường vốn nguyên hạch có màu vàng. Bốn phía nguyên hạch phảng phất như là một cái hồ lộ ra dòng xoáy tại trung tâm nguyên hạch. Những năm gần đây, cứ mỗi khi Tần Vũ hấp thu hỗn độn lực trong thiên địa thì đều bị nguyên hạch màu đen này hút lấy tiến vào bên trong lốc xoáy. Mà khi tiến vào dòng xoáy kia, phảng phất như cái động không đáy,
khiến cho Tần Vũ hấp thu được bao nhiêu, bị nó hút vào cũng không đủ, khổ không thể nói. Mấy năm trước, Tần Vũ buồn rầu ngẫu nhiên đứng bên hồ xem tinh đồ biến ảo. Các loại tinh quang giao nhau lóe lên từng đạo hào quang đẹp mắt, biến thành những hình vẽ cực kỳ phức tạp, mới đột nhiên ngộ đạo. Từ đó mỗi ngày, Tần Vũ đều xem biến động của trời đất. Tinh thần công pháp không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là siêu cấp công pháp, đều là phải theo tâm thần bên trong thoát ra ngoài rồi biến đổi. Mà sau khi trải qua Tần Vũ kiếp trước cải tạo, lại càng thêm thích hợp với bản thể hắn tu luyện, thích hợp cho hắn nhanh chóng gia tăng lực lượng. Trải qua hơn 10 năm lĩnh ngộ thiên địa, Tần Vũ đã cảm giác được mình sắp đột phá. Tinh vân bên trong đan điền lúc này đã hoàn toàn biến thành một đoàn sương mù mông lung vần quanh hắc động tại trung tâm đan điền, xem ra rất kỳ lạ, cũng có chút huyền ảo khó giải thích. Chuyện của Cam Vân hắn sẽ tự xử lý, Mục Thiên ngươi cũng không nên nhúng tay vào. Gần một năm nay tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, không uổng công ta đã truyền cho ngươi kinh thiên 72 côn pháp. Xem như ta đoán, sắp tới ngươi sẽ gặp một đại nạn, nếu có thể thoát khỏi nhất định tiền đồ vô lượng. Tần Vũ ngắt một cái lá, chỉ thấy trên đó còn đọng lại một giọt xương trong vắt, nhìn vẻ mặt kinh hãi của Mục Thiên liền nói: không cần hỏi ta như thế nào mà biết được, trong mông lung chỉ có thể ngộ. Ngươi cũng giống giọt nước này, nấp dưới lá cây, tuy không trực tiếp được ánh sáng chiếu vào nhưng vẫn nhận được. Sẽ có lúc ngươi rời khỏi chiếc lá đó đón ánh mặt trời, đó chính là con đường lớn của ngươi. Mục Thiên trợn tròn mắt, há to miệng. Hắn đột nhiên nhận thấy Tần Vũ đại nhân trước mắt dường như có thay đổi rất lớn. Loại biến hóa này khiến cho thân thể Tần Vũ đại nhân như được che chở bởi một tầng sương phủ, tóm lại là không phải ai cũng có thể thấy được. Xin đại nhân chỉ điểm. Đối với lời nói của Tần Vũ, Mục Thiên có chút không cho là đúng. Đánh chết hắn cũng không tin Tần Vũ có thể nhìn ra vận mệnh của hắn. Phải biết rằng có thể nhìn ra vận mệnh của người khác tại thiên giới này chỉ có một người, đó là Đế Thích Thiên. Mà Đế Thích Thiên bản thân là đế quân, nhất định sẽ không dỗi hơi mà xem vận mệnh cho người khác. Thiên đạo vô lường, chỉ một chút thay đổi sẽ khiến cho vận mệnh của một người biến đổi. Bất luận là ai nắm giữ thiên đạo cũng sẽ không dễ dàng mà hoán đổi vận mệnh của người khác. Tần Vũ tất nhiên nhìn ra trong lòng Mục Thiên không tin, cũng không để ý đến, chỉ cười nói: tính tình của ngươi quá ương ngạnh, tuy nhiên như vậy cũng là tiền đề giúp ngươi tu luyện sẽ rất nhanh tiến bộ, nhưng đồng thời cũng khiến cho lực lượng trong cơ thể quá ư cường mãnh, cuối cùng cũng vẫn không thể ngộ ra lực lượng chân thật của bản thân. Ta khuyên ngươi tạm thời ngừng tu luyện, ra ngoài trải nghiệm một phen, cảm nhận được cuộc sống bình thường của thiên nhân, như vậy sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ một chút. Mục Thiên gật gật đầu liền nói: thuộc hạ đã hiểu, cảm ơn đại nhân đã chỉ điểm. Ngươi không cần đa tạ, ngươi là người của ta, ta tất nhiên sẽ không muốn ngươi có gì ngoài ý muốn. Kỳ thực dù không nhắc nhở ngươi cũng không sao cả, chỉ cần có ta ở bên cạnh, cho dù là đế quân của thiên nhân các ngươi cũng không thể dễ dàng mà lấy đi sinh mệnh của ngươi. Thế nhưng ta chỉ có thể ngăn cản sự việc cố ý, huống hồ ta bây giờ cũng hiểu được quá ít, không thể tra ra vận mệnh của thiên nhân trên hai đôi cánh. Có thể ngẫu nhiên tra ra được vận mệnh của ngươi cũng đã là cực hạn rồi, vì thế ta nhắc nhở ngươi sắp tới không nên rời khỏi bên cạnh ta. Mục Thiên lại cảm kích gật gật đầu, định nói gì đó trên mặt có chút nổi giận nói: đại nhân, nhi tử của thành chủ kia hôm nay lại tới quấy nhiễu tiểu thư, nếu ta không đánh chết hắn thì ngày nào cũng sẽ đến đây làm loạn thôi. Nhắc tới nhi tử của Thủy Dực thành chủ, tất nhiên là cái tên thanh niên tên Lục Phong kia, lúc trước tại cửa thành đã bị Tần Vũ đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau đó Lục Phong chẳng biết vì sao không hoành hành bá đạo trong thành như trước nữa, mà là ngày ngày mỗi ngày đều tới chỗ bọn Tần Vũ cười hì hì với Tình Nhi, đồng thời cũng không quên tìm cách kết thân với Tần Vũ. Cái gọi là tay không đánh vào mặt người vẫn cười này khiến cho Tần Vũ chẳng biết làm thế nào. Bây giờ tại Thủy Dực thành này, tuy không sợ Thủy Dực, thế nhưng là vì tìm người nên vứt mặt nể mũi. Huống chi Lục Phong kia thái độ bây giờ cũng rất cung kính, mỗi lần đến phủ đều mang rất nhiều lễ vật, trong đó có thiên thủy nguyên thạch, một thứ vô cùng chân quý tại Thủy Dực thành. Thiên thủy nguyên thạch khác xa so với thiên nguyên thạch ở chỗ bên trong chứa linh khí thuộc tính thủy rất mạnh. Loại linh khí này so với linh khí ngày thường thiên nhân vẫn tu luyện rất khác biệt, nhưng trong đó lại ẩn chứa sinh cơ. Còn có thể sử dụng thiên thủy nguyên thạch để tu luyện, chẳng những đối với kinh mạch không hề tổn thương, còn có thể làm dịu nguyên hạch, đồng thời khiến cho nguyên hạch tăng trưởng. Nguyên nhân chính là như thế mới khiến cho thiên thủy nguyên thạch trở thành tài liệu tu luyện tối ưu của chúng thiên nhân. Mà thiên thủy nguyên thạch trữ lượng không nhiều lắm,
hàng năm nhiều nhất chỉ có thể khai thác trên dưới 10 khối, cực kỳ quý hiếm, khiến cho địa vị của thành chủ Thủy Dực Thành trong mắt Bát Đại Thiên Vương rất đặc biệt. Tình Nhi từ khi dùng Thiên Thủy Nguyên Thạch tu luyện cho đến nay, tu vi tiến triển cực nhanh, không đến thời gian 100 năm ngắn ngủi, dường như đã đột phá cảnh giới 4 đôi cánh. Nếu không phải cơ duyên chưa đến, sợ rằng lúc này bên cạnh Tần Vũ đã có rất nhiều cao thủ 4 cánh rồi. Không vội, không vội. Tần Vũ nhíu mày nói, ta cũng cảnh cáo ngươi, không nên vọng động, ngươi cứ như trước, sắp tới không được ra ngoài, ở trong phòng chân tâm tu luyện. Mục Thiên sợ hãi, vội vàng quỳ gối, miệng liên tục nói, thuộc hạ sai rồi, Mục Thiên biết sai rồi. Tần Vũ khẽ thở dài, con người thâm trầm hiện lên nét tư lự, lầu bầu nói, bảo vật sắp xuất thế, chẳng biết ai sẽ có phúc hưởng đây. Trước cổng ma thành, Hải Huyên mặt đẫm nước mắt nhìn hai gã nam tử nức nở nói, các người phải chú ý an toàn, nếu đi nhanh sau một năm có thể tới được thành trì thứ hai, nhớ kỹ, nhất định phải về thăm ta, nhớ chưa? Ánh mắt nàng nóng rực hướng về vẻ mặt tiêu sái của Đế Tuyết Phong, trong mắt dường như mang theo chút chờ đợi. Đế Tuyết Phong mỉm cười, không có chút nào ưu sầu bi thương, vẫn bình tĩnh nói, nhất định rồi, chờ ta tìm được thứ đó, nhất định sẽ trở về tìm nàng, đến lúc đó ta nhất định mang nàng đi khỏi ma thành này, đến một nơi đẹp gấp ngàn lần. Đôi mắt xinh đẹp của Hải Huyên bỗng nhiên sáng ngời, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lấy từ trong người ra một cái túi hương, mặt đỏ bừng nói, cái này cho ngươi, giữ nó bên mình, coi như có ta bên cạnh, không cho ngươi quên ta. Tâm ý của con gái, Đế Thiên Hồn vẻ mặt đầy cảm thán mỉm cười nhìn ca ca đang nhận lấy túi thơm của Hải Huyên, trong lòng không có chút đố kỵ, chỉ có điều đối với cô gái thanh tú trước mắt có chút thương tiếc. Chúng ta đi. Trầm ngâm một lúc, Đế Tuyết Phong nét mặt cũng đã giãn ra, xoay người không hề nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp của Hải Huyên nữa, phất tay đi trước. Bảo trọng. Đế Thiên Hồn vũ động đôi cánh cũng rất nhanh biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra đã ở cách xa ngàn thước bên cạnh Đế Tuyết Phong, hai người cũng phất cánh, mỗi một lần có thể tiến đến 1000 thước. Đại ca, huynh bỏ được sao? Qua một lúc lâu, Đế Thiên Hồn nét mặt đầy nghi vấn, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đế Tuyết Phong, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Bỏ được cái gì? Hải Huyên sao? Có gì mà không được chứ? Nàng đã là người của ta, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện. Đế Tuyết Phong nét mặt lộ ra vẻ phần tự hào, khẽ cười nói, một khi đã cam tâm tình nguyện đem thân mình cho ta, như vậy bị ta bỏ cũng là phải cảm kích ta mới phải. Cảm kích huynh? Đế Thiên Hồn lần đầu tiên nghĩ đến vị ca ca này quả thật quá mức vô sỉ, chiếm được sự trong trắng của người ta lại còn bỏ lại muốn người ta phải cảm kích, đây là đạo lý gì đây? Đúng vậy, là cảm kích. Đế Tuyết Phong dùng tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi, tư thế cực kỳ tiêu sái, nhàn nhạt nói, bên người ta không cần nữ nhân, các nàng đi theo ta chỉ làm ta phiền lòng, mà một khi ta ưu phiền sẽ không chút do dự mà khinh rẻ các nàng. Thấy Đế Thiên Hồn dương mắt nhìn, Đế Tuyết Phong ánh mắt phát ra một cỗ hào quang màu tím, lạnh lùng nói, mà Hải Huyên cũng là một cô gái thông minh, nàng ta đã sớm đoán ra được tâm tư của ta, nếu đi theo nhất định sẽ bị ta lạnh lùng mà bỏ mặc, vì thế lúc nãy mới khiến ta đi như vậy, ít ra trong lòng nàng vẫn còn muốn chờ đợi, chờ một kết cục tốt đẹp. Đế Thiên Hồn không nói gì, nhìn Đế Tuyết Phong, người đại ca này của hắn thực sự khó có thể đoán được, tâm tính quả thực rất khác lạ. Tốt rồi, không cần nói gì nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đến thành trì tiếp theo đi, nghe nói người Tu La ở đó càng thêm xinh đẹp. À ha, nữ nhân Tu La tộc thật tuyệt vời, ta rất thích. Đế Tuyết Phong lại khôi phục nét mặt háo sắc như trước, thấy Đế Thiên Hồn mồm miệng há hốc liền nói, ta là tôn trọng nữ nhân Tu La tộc, cho nên mới để cho các nàng ấy cam tâm tình nguyện, sao có thể giống như mấy người các ngươi suốt ngày dùng bạo lực, có khi lại còn chém giết nữ nhân. Đế Thiên Hồn thiếu chút nữa từ trên không rơi xuống, hắn bây giờ mới phát hiện nếu cùng ca ca tranh luận về vấn đề này có thể không cần quan tâm đến nhiệm vụ nguy hiểm lần này phụ thân giao cho mà đã ngã chết rồi. Không nói gì nữa, chỉ đi theo sau Đế Tuyết Phong đang hưng phấn, hai người rất nhanh bay về phía trước. Sa thành, đúng như tên gọi của nó, được xây dựng bên một sa mạc, chẳng những tường thành đều được tạo nên bằng cát mà phòng ốc bên trong thành cũng đều sử dụng cát ở sa mạc này xây lên. À, Tôn Ngộ Không, tại sao ngươi lại ăn trộm đan dược mà Hồng Quân cho ta? Huống Thiên Minh cực kỳ tức giận, mặt đỏ phừng phừng, nhìn vẻ mặt càng căng căng của Tôn Ngộ Không, đột nhiên lớn tiếng khiến Hồng Quân và Lãnh Diễm Phỉ hoảng sợ. Mà Tôn Ngộ Không hình như không để ý chút nào đến tiếng quát của hắn, miệng vẫn nhai ngâu ngáo cái gì đó, nhíu mày nói,
Tên ta không phải là Tôn Ngộ Không, tên ta gọi là Tôn Thiên. Nhắc lại lần nữa, ta là Tôn Thiên. Ngươi là Tôn Ngộ Không, là cái tên hỗn đản cả ngày đùa nghịch với cái gậy kia. Huống Thiên Minh hắng giọng vặn vẹo, ôm mặt giận không thể lập tức đánh chết tên hầu tử suốt dọc đường đi luôn làm cho hắn bực mình này. Nhưng hắn biết tuy có thể dễ dàng đánh chết hắn, nhưng cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi. Trước tiên là thời điểm lúc trước tại Tu La ở nhân giới, Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng có chút cảm tình. Đặc biệt hắn cũng là mục đích Tần Vũ tới đây, Huống Thiên Minh sẽ không dám tổn thương đến hắn, huống chi còn có Hồng Quân che chở cho hắn. Dám gọi lão tử là Tôn Ngộ Không nữa, ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Tôn Ngộ Không đột nhiên hét lớn, vẻ mặt như là không thể nhịn được nữa, nhìn Huống Thiên Minh có vẻ rất là tức giận. Đã sớm nói cho các ngươi, lão tử không phải là cái gì chó má Tôn Ngộ Không kia, ta tên là Tôn Thiên, các ngươi vì cái gì mà không tin ta? Nhìn chằm chằm Huống Thiên Minh sau hồi lâu, Tôn Ngộ Không đột nhiên ôm đầu gục xuống, thống khổ nói: ta là người Tu La, không có chuyển thế cho má gì hết, cũng chẳng có kiếp trước, ta từ trong Tu La quả mà sinh ra, là thiên sinh ra ta. Nói xong, hắn giơ chiếc côn lên tự hồ như muốn một gậy đập chết mấy người. Ngươi không giết chúng ta đâu, ngươi chính là Tôn Ngộ Không, đây chính là vận mệnh của ngươi, là thiên an bài số mệnh này cho ngươi. Hồng Quân chậm rãi đi đến trước mặt Tôn Ngộ Không, trịnh trọng nói: kiếp trước của ngươi là một con thạch hầu, công pháp của ngươi chính là Kinh Thiên Côn Pháp, là sư phụ ngươi cũng là thúc thúc của ta truyền cho ngươi. Ta đã nói là không phải. Tôn Ngộ Không đau khổ nhìn Hồng Quân đáng thương nói: các ngươi làm ơn đừng gọi ta là Tôn Ngộ Không nữa, ta là Tôn Thiên, làm ơn. Nói xong hắn chắp tay hành lễ, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Hồng Quân và Huống Thiên Minh gặp phải tình huống này cũng cười khổ không nói gì. Ngược lại, Lãnh Diễm Phỉ lại cảm thấy cực kỳ hứng thú trước bộ dạng này của Tôn Ngộ Không, nét mặt rất buồn cười. Tốt lắm, tốt lắm, ngươi hiện tại không phải là Tôn Ngộ Không, đợi sau khi tìm được cha ta, ngươi sẽ biết. Hồng Quân cũng không cùng hắn tranh luận nữa, dọc đường đi cũng chỉ vì chuyện này mà Tôn Ngộ Không hiện tại là Tôn Thiên cùng với Huống Thiên Minh đã cãi nhau không dưới 10 lần. Tuy nói mỗi lần đều thua Huống Thiên Minh có vẻ cực kỳ thê thảm, nhưng khí chất cuồng ngạo của hắn trước kia vẫn không thay đổi, sớm đã khắc vào xương tủy rồi. Đấy cũng chính là bản tính của Tôn Ngộ Không kiếp trước. Hồng Quân thầm nghĩ vậy, bất giác nhìn Tôn Ngộ Không, ánh mắt lại ấm lên. Tôn Ngộ Không rốt cuộc là người thế nào, vì sao cả ngày các ngươi gọi ta là vậy? Tôn Thiên tò mò hỏi. Hắn chính là huynh đệ tốt nhất, tính tình tuy không được tốt nhưng con người rất thẳng thắn, đối với bằng hữu cực kỳ thành tâm. Huống Thiên Minh phiết phiết miệng, nghe được Tôn Thiên hỏi liền đáp, sau đó quay đầu chỗ khác. Hồng Quân còn lại là cười cười, đôi mắt hiện lên thần sắc tán thưởng nói: hắn đối với địch nhân cũng vô cùng hung tàn, phàm là người làm hại đến huynh đệ của hắn, hắn nhất định sẽ cùng người đó liều mạng, cho dù là có thể phải trả bằng cái giá bằng cả tính mạng. Tôn Thiên vẫn khổ não đi theo phía sau Hồng Quân, trong lòng không thể hiểu được bọn họ là vì cái gì lại có thể nhận định mình là Tôn Ngộ Không. Vì cái gì mà các ngươi liền cho rằng nhất định ta là Tôn Ngộ Không? Nghĩ đến là hỏi, Tôn Thiên sẽ không phải vì Huống Thiên Minh tu vi cao hơn hắn mà sẽ sợ hãi. Hồng Quân trầm ngâm một lúc, ánh mắt nhìn về phía nam, nơi đây chính là trung tâm của Tu La tộc, là nơi ở của Tu La Lữ Vương, thống trị cả Tu La tộc ngày nay. Hồi lâu mới lãnh đạm nói: không có gì, đơn giản là nguyên hạch trong đan điền của ngươi không thuộc loại của thiên nhân hay Tu La nhân. Hồng Quân con ngươi lóe ánh quang, như là trong đó ẩn chứa kiếp lôi, chỉ có điều là từ trong hai mắt bắn ra. Nguyên hạch của ngươi không phải là vì tu luyện Tu La tộc hoặc thiên nhân tộc công pháp mà sinh ra, không lâu nữa ngươi sẽ phát hiện chính là thiên đạo vô thường, có ngày hôm nay chính là ngươi đã phải trải qua luyện tập. Ta làm. Tôn Thiên nuốt nước bọt, quay đầu lại lạnh lùng nói: đừng tưởng có thể mê hoặc được lão tử, nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta lập tức rời đi. Nói xong, ánh mắt lại như có vẻ chờ mong, khiến Hồng Quân bật cười. Không có gì, ta lại tìm được một vị huynh đệ, xem ra phụ thân ta đã ra tay chậm rồi. Trong khi bốn người đang nói chuyện thì Tần Vũ đã rời khỏi Thủy Dực Thành, sắp bước vào hành trình mới. Phía sau là 20 thiên nhân đang kiên định theo sau Tần Vũ. Hoàng hôn rất nhanh lướt lấy sắc trời. Đại nhân, chúng ta sẽ tới thành nào trước đây? Cam Vân rất nhanh tới trước mặt Tần Vũ ôn tồn hỏi. Thân thể hắn lúc này xem ra có vẻ khí thế hơn 10 phần. 200 năm đã trôi qua, tuy Cam Vân tiến bộ không lớn, nhưng theo như con đường tu luyện của hắn có thể nghe ra đã trở nên trưởng thành rất nhiều. Tần Vũ nhìn gương mặt của Cam Vân, trên mặt nở nụ cười hài lòng, bình tĩnh nói:
tới Hỏa Dực Thành, đây cũng là thành trì cuối cùng chúng ta tìm người. Cam Vân gật mạnh đầu, không có hỏi gì, lớn tiếng nói: Tuân lệnh đại nhân. Xanh lam như đại dương, bầu trời quang đãng tận chân trời, từng cơn gió nhẹ lướt qua mặt mang theo làn hơi nóng bỏng, làm cho người ta bất giác nổi lên cảm nhận thật thanh thản dễ chịu. Đối với Hồng Quân và Huống Thiên Minh bốn người mà nói, chút hơi nóng trong sa mạc ấy hoàn toàn không thể gây khó chịu phiền hà cho bọn họ. Từ lâu đã không còn nhớ đã bao nhiêu năm rồi thân thể chính mình nóng lạnh không thể xâm nhập. Ồ, tòa thành rất kỳ quái. Hồng Quân ngưng thần quan sát các phòng ốc và những con đường ngay ngắn chỉnh tề xuất hiện ở khu vực vành đai bằng phẳng, ngạc nhiên nói: Tại trong sa mạc lại có thành lũy ư? Huống Thiên Minh mái tóc vàng theo gió lay động, sau lưng một đôi cánh vẫy động rất có cá tính, trên mặt vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng như trước, tựa hồ đối với bất kỳ ai cũng không muốn nói nhiều lời. Đây là nơi nổi tiếng gọi là sa thành của tu la giới. Lãnh Diễm Phỉ có dáng vẻ hơi si mê nhìn bóng lưng khôi ngô tuấn tú trước mặt, trong lòng nghĩ tới giá như ôm vào lòng như vậy hẳn là sẽ rất ấm áp. Đáng tiếc cái cảm giác ấm áp trong lòng này không biết có thể thuộc về mình hay không. Hồng Quân trầm ngâm một hồi, trong đôi mắt đột nhiên lộ ra hai đạo quang mang rực rỡ, so với ánh sáng mặt trời quang mang còn muốn sáng ngời hơn, chợt lóe trong nháy mắt rồi tắt, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười tán thưởng. Khó trách lại không có thành lũy, thì ra là bên ngoài tòa thành này toàn bộ được thiết lập cấm chế, tất cả bão cát đều không thể xâm nhập vào bên trong thành. Cấm chế? Huống Thiên Minh hơi có vẻ rung động, kinh ngạc nói: Chẳng lẽ người ở tu la giới các ngươi cũng hiểu được cấm chế sao? Những lời này đúng là hỏi Lãnh Diễm Phỉ, về mặt đang ngẩn ngơ ở phía sau, Huống Thiên Minh có giọng nói nam tính thu hút thiên phú ấy khiến cho Lãnh Diễm Phỉ thoáng thất thần một lúc. Đúng rồi, trong cả tu la giới chỉ có hai người biết sử dụng cái loại lực lượng của quái này, một người là tu la nữ vương bệ hạ, người kia là Lăng Phá Thiên, thành chủ sa thành. Lãnh Diễm Phỉ khuôn mặt đỏ lên, có hơi ngượng ngùng đứng cúi đầu, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện ánh mắt Huống Thiên Minh đã chuyển qua nhìn mặt Tôn Thiên, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác hối hận, tại sao mình lại như thế? Ngươi từng tới nơi này? Huống Thiên Minh nhìn chằm chằm Tôn Thiên, thần sắc có chút không bình thường, lạnh giọng nói: Nếu không, sắc mặt của ngươi sao lại khó coi như vậy? Tôn Thiên cầm gậy chống cằm thản nhiên nói: Đã từng tới, ta đã đập chết con của Lăng Phá Thiên. Hồng Quân quay đầu đi không còn gì để nói, trong lòng thầm nghĩ tên Tôn Ngộ Không này bất luận ở đâu đều là chúa gây họa, không khỏi cười khổ lắc đầu. Còn Huống Thiên Minh lại lắc đầu nhìn Tôn Thiên, vẻ mặt tán thưởng, tự hồ cảm giác đối với hắn có chút tăng lên. Sa thành là nơi hỗn loạn nhất trong toàn cả tu la giới. Tôn Thiên không để ý đến vẻ tán thưởng của Huống Thiên Minh, trong mắt lộ ra ánh kiều hận khắc cốt ghi tâm, bình thản nói: Nơi này không có ước thúc, không có quy tắc, hết thảy tất cả đều hình thành từ thực lực cường đại của riêng mình. Ở chỗ này nếu như ngươi có thực lực như vậy, cho dù là ngươi giết Lăng Phá Thiên cũng sẽ không có ai nói gì. Nhưng nếu như ngươi không có thực lực thì mọi người sẽ dẫm chân trà đạp trên đầu ngươi. Nơi này mỗi ngày đều chết đi rất nhiều tu la nhân, mà hết thảy những điều này đều bởi vì Lăng Phá Thiên có được năng lực cấm chế, có thể sánh bằng nữ vương xinh đẹp. À, vì sao phải giết chết con của thành chủ? Vì sao mỗi thành chủ của tu la giới các ngươi cũng đều có một đứa con tội ác tày trời như vậy? Hồng Quân trao mày, gặp được Lãnh Diễm Phỉ cũng bởi vì con của thành chủ Tử Thành trong gẹo nàng. Tôn Thiên này không nghĩ tới cũng là bởi vì con của thành chủ sa thành trước mắt này mà trốn đi nơi khác. Không có. Lãnh Diễm Phỉ nhìn thoáng qua Tôn Thiên, trong lòng ấn tượng về hắn thay đổi hẳn, giờ khóc giờ cười nhìn Hồng Quân nói: Chỉ có hai đứa con của thành chủ sa thành và Tử Thành ở trong tu la giới có thành tích xấu xa chất chồng, những người khác đều rất bình thường. Hồng Quân gật gật đầu không nói gì thêm, ánh mắt cùng Huống Thiên Minh lướt nhìn nhau, xoay người nhắm sa thành phía trước bước tới. Hồng Quân, các ngươi không được vào. Nhìn thấy Hồng Quân xoay người rời đi, Tôn Thiên vội vàng kêu lên: Bên ngoài sa thành tất cả đều có cấm chế uy lực cường đại, nơi đó so với Tử Thành quản lý còn muốn nghiêm ngặt hơn, dân trong thành không được phép đi ra ngoài, muốn đi vào trong thành nhất thiết phải thông qua khảo nghiệm của đội trưởng thành vệ đội mới có thể đi vào. Hả? Khảo nghiệm cái gì? Hồng Quân lập tức ngừng bước, đưa lưng về phía Tôn Thiên, ánh mắt xoay chuyển lóe ra vẻ mặt có hứng thú tò mò hỏi: Nếu như nữ vương của tu la tộc tự mình đến đây có cần phải khảo nghiệm hay không? Tôn Thiên ngẩn ra tức giận quát: Nữ vương bệ hạ há để các ngươi có thể so sánh cùng,
nàng chính là thần trong lòng Tu La Nhân của chúng ta. Đã bảo ngươi không phải là Tu La Nhân, ngươi thực sự là người. Huống Thiên Minh nói một câu không đầu không đuôi như vậy, ngay cả Lãnh Diễm Phỉ một lòng ái mộ cũng xoay người sang chỗ khác. Ngộ Không, nếu như ta nói Tu La Nữ Vương các ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ngươi sẽ nghĩ sao? Hồng Quân cười cười nhìn Tôn Thiên nói, lời đối đáp của hắn làm cho ánh mắt thất thần của Lãnh Diễm Phỉ chợt tỉnh lại. Tôn Thiên im lặng nhìn Hồng Quân, khinh thường mỉm cười nói, ngươi có thể vượt qua nữ vương của chúng ta? Nói khoác cũng không có tác dụng gì đâu. Hồng Quân cười cười khinh thường, không có phân trần với Tôn Thiên, chẳng qua là trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ tự tin, quay sang Huống Thiên Minh nói, thế nào, có can đảm theo ta cùng tiến vào sát thành này xem xét một phen hay không? Huống Thiên Minh nghi hoặc hỏi, chúng ta hôm nay cần phải mau chóng tìm kiếm Tần Bá Phụ chứ, ông ấy đang ở trong tiên giới, tiến vào thành này lại muốn gây sự sao? Hồng Quân dừng ở phía trước sa thành, dưới ánh mặt trời từng tầng lưới mong manh giống như sương mù phất phơ tung bay, lượn lờ như những hạt châu trong sa mạc, tản ra hào quang muôn màu sắc rực rỡ lạ thường. Rõ ràng Tôn Ngộ Không đã vướng vào nhung nhớ ở cái không gian này rồi. Huống Thiên Minh sửng sốt, lập tức phản ứng ngay, nhìn Tôn Thiên lạnh giọng nói, trong sa thành có phải có điều ngươi lo lắng hay không? Tôn Thiên đang nghe Hồng Quân bình thản nói, rồi lại nghe lời nói cực kỳ lạnh lẽo của Huống Thiên Minh, sắc mặt đã đại biến. Huống Thiên Minh vừa hỏi đến, hắn lộ ra vẻ buồn bã, cúi đầu nói, nàng có thể đã bị Lăng Phá Thiên giết chết từ lâu, ta chẳng qua là còn ôm một chút hy vọng hão huyền mà thôi. Hồng Quân lắc đầu bình thản nói, nàng chưa có chết, mặc dù ta không biết người nói đến nàng là ai, nhưng ta có thể khẳng định nàng chưa có chết. Ta có thể cảm nhận được nỗi bi thương và mong nhớ thật sâu sắc trong không khí. Ngươi nói cái gì? Tôn Thiên nắm chặt cánh tay Hồng Quân, về mặt kích động hỏi, ngươi là nói... Đúng vậy, nàng chưa có chết, bất luận cũng cách cái chết không xa nữa rồi. Hồng Quân nhắm mắt lại, phảng phất như đang lẩm bẩm thì thào nói, ta có thể cảm nhận được tất cả khí tức trong cái không gian này, tựa hồ có thứ gì đó tại phía nam Tu La Thành sắp được sinh ra. Cái đó có thể sẽ hoàn toàn thay đổi kết cấu của Tu La giới, thậm chí cả đến thiên giới. Huống Thiên Minh cả kinh, lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn Hồng Quân. Nghe giọng điệu của hắn thật là bình thản, và quanh thân mình khí tức côn hòa dần dần tản phát ra, hắn biết Hồng Quân lại có đột phá mới. Có điều là các loại đột phá này biểu hiện ra cũng không phải thuộc về lực lượng, mà là xúc giác cảm nhận của hắn. Nói cách khác, thần thức của Hồng Quân đã có thể lục soát cả Tu La giới, không cố kỵ bất cứ chỗ nào. Hơn nữa, hầu như có năng lực khiến người ta không thể nhận biết được. Nghĩ tới đây, Huống Thiên Minh trong lòng hơi có chút ảm đạm. Hết thảy truyền thừa phụ thân Thiên Mông đều truyền cho Hồng Quân, còn mình thân là con trai của ông lại không được chút nào. Cho dù chính mình cũng không có ham muốn năng lực của phụ thân, nhưng thân là con cái lại không được thừa nhận của phụ thân. Cái cảm giác này khiến trong lòng Huống Thiên Minh nhất thời tràn ngập bi thương, nét mặt cũng cầm lòng không được, lộ ra thần sắc thống khổ. Lãnh Diễm Phỉ không rõ trên thân mình hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ thấy trên mình của hai người đều tỏa ra một vầng sáng mờ nhạt. Hồng Quân sắc mặt an tường, tựa hồ tràn ngập khí tức làm cho lòng người yên tĩnh. Còn sắc mặt Huống Thiên Minh thì càng lúc càng dữ tợn, rồi phảng phất như là sát thần chuyển thế, làm cho người ta nhìn thấy mà kinh hoàng khiếp đảm. Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên đều là người thông minh, phỏng đoán Hồng Quân không phải là Tu La Nhân, hai người sớm đã khắc sâu vấn đề chủng loại vào lòng. Chỉ có điều bởi vì Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh tu vi tuyệt cao, thêm vào đó hai người cũng không giống như kiểu bọn Tu La Nhân có tu vi cao cao, ngạo mạn, coi trời bằng vung, mà với mọi người đối nhân xử thế hòa nhã dễ gần, khiến cho lòng hai người đối với ranh giới chủng tộc cũng dần dần mờ nhạt đi. Phía trước xa thành đột nhiên lóe ra hơn 10 đạo quang mang. Lãnh Diễm Phỉ cả kinh, đột nhiên nhận ra đúng là có chừng 10 tên Tu La Nhân rất nhanh nhắm bên này ào ào chạy tới, không nhịn được thấp giọng kêu lên, không xong rồi, người của Sa Thành đã biết được chúng ta đến. Tôn Thiên lạnh lùng liếc nhìn Lãnh Diễm Phỉ một cái, lập tức chuyển ánh mắt về những thân ảnh phía trước. Dẫn đầu là một thân ảnh cao lớn rắn giỏi, trong mắt liền lộ ra quang mang kiều hận sâu sắc, lạnh giọng nói, chính là thủ hạ của Lăng Phá Thiên, đệ nhất đại tướng Điền Kỳ. Trăm năm trước hắn đã đạt tới 4 cánh thượng giai, hôm nay chỉ sợ rằng đã đột phá tới 5 đôi cánh rồi. Có biện pháp nào kéo dài một thời gian ngắn hay không? Trên gương mặt xinh đẹp của Lãnh Diễm Phỉ chứa đầy lo lắng,
đôi mắt trong suốt nhìn về phía Hồng Quân đang nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ, và vẻ mặt đầy sát ý của Huống Thiên Minh đã nhận ra sự không ổn của hai người. Có thể kéo dài hay không, hay là nhìn xem Lão Thiên có phải bất công với chúng ta hay không đây? Tôn Thiên trường côn giơ cao lên, toàn thân vạt áo không gió mà lay động, quát lạnh nói: "Điên Kỳ, để mang lại!" Thanh âm chưa dứt, thân ảnh đã giống như mũi tên rời cung, rất nhanh bay tới. Trường côn trên không trung đột nhiên bùng phát ra quang mang đen nhánh, đập thẳng vào Tu La Nhân năm cánh đang bay đến. Tu La Nhân năm cánh đó đúng như lời Tôn Thiên nói là Sa Thành đệ nhất đại tướng Điền Kỳ. Chính lúc bốn người vừa mới tới ranh giới Sa Thành liền đã phát hiện ra, cảm nhận được trên người Hồng Quân và Huống Thiên Minh phát ra khí tức cường đại. Nguyên vốn hắn muốn tiếp tục dò xét, lại nóng lòng không ngồi yên được, không thể làm gì khác hơn là dẫn người đến đây có ý hỏi cho rõ ràng. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một đạo quang mang xanh biếc. Khi Điền Kỳ thấy rõ người đến là Tôn Thiên, hừ lạnh một tiếng. Quang mang xanh biếc bất thình lình đã tới, cũng giống nhau quát lên: "Tôn Thiên, ha 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 ha. Đi mòn dày sắt tìm không thấy, đến khi gặp lại chẳng mất công. Lão tử tìm ngươi đã rất lâu rồi, ha 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 ha." Oanh oanh, quang mang đen nhánh cùng quang mang xanh biếc tại giữa không trung va chạm nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang dội, chung quanh cát bụi trên mặt đất bắn tung ra bốn phía, mịt mù, rất là mãnh liệt. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.